ăn nè. Đây cá quả đã hấp xong, nó luộc xong rồi đây. Mẹ con là gỡ xương, gỡ miếng thịt cho xu xu, xu để mẹ gỡ đã. Ăn chết rồi. Ăn mà thấy xương phải nhà ra nhé con nhé. Ngon Vâng. không? Cá, con Cá cá này gần một của cân. bà nội không ngon. Tám lạng. Không Con này ngon mà. mẹ con mình ăn cứ khen cá ngon này, có xương phải nhè ra con nhé. Con có bảo con về đấy đâu mà con chỉ Ăn lên nè, ăn nè. Ừ. Thôi thổi cảm ơn điện thoại. Ngon không? Ngon nóng không? Hơi nóng nhưng vẫn ngon. Ừ, ngon lắm. Mẹ ơi, con uống nước. Con uống đi, nước vẫn còn ít đây. Mẹ vừa mang cái bát nước mà con lại cất đi rồi. Vẫn còn ít nước. Sữa con uống hết rồi. Rồi. Con vẫn muốn uống nước nữa. Ừ. Con uống nước nữa, con Uống vẫn lắm nước thích nước. thế. Mẹ ra mẹ lấy nước. Bát nữa. Bim bim. Bim gì? Chả nhìn hình gì đây, đây. Hình tròn đấy. Bạn hình tròn như thế nào nhỉ? Vị phô mai bùng nổ. Để Đây đây à, đi con. hình tròn như thế này. Ừ, để ra đây thì nó uống tiếp. Mẹ lấy cá để cho ăn nha. Cá to thế. Con cá quả này to kinh khủng. Cẩn thận chuông đấy. Rồi mẹ đang gỡ. Nhưng mẹ đi như kiểu là ông mặt trăng đấy. Ừ. Mặt trăng nó phải tròn. À. Cá quả ngọt thịt lắm. Quá ngon. Ăn cá đẳng cấp rồi còn gì. Cá quả gần một cân này. Có 50.000 nhỉ.